Trả lời phỏng vấn Washington Post, ông Kuleba cho biết Ukraine hy vọng các đồng minh của nước này có thể đồng thuận với việc viện trợ thêm cho Kiev 7 hệ thống phòng không Patriot càng sớm càng tốt. Ukraine thậm chí tính tới phương án sẽ đi mượn tạm lá chắn này từ các quốc gia khác khi Kiev đang cần chúng để đối phó với những đợt tấn công dữ dội của Nga. Ông Kuleba cũng thừa nhận Ukraine trong thời gian qua đã thay đổi phong cách ngoại giao khi vận động các nước phương Tây viện trợ lá chắn phòng không. Ông cho rằng biện pháp ngoại giao nhẹ nhàng và trong im lặng không có hiệu quả. Ông mong muốn phong cách ngoại giao cứng rắn sẽ giúp Ukraine đạt được bước đột phá. Bộ trưởng giải thích, đúng, mọi người có thể ghét tôi và tôi có thể phá hỏng mối quan hệ. Một phần trong tôi cho rằng ngoại giao là quan hệ riêng tư, nhưng một phần khác trong tôi muốn lên tiếng. Chúng tôi đã thử mọi cách, nhưng dường như không có tác dụng gì cả. Ông cũng giải thích rằng sự thay đổi chiến thuật ngoại giao của Ukraine là do cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Kiev vào cuối tháng 3, khi người Ukraine nghe thấy âm thanh của tiếng nổ chưa đầy một phút sau khi cảnh báo không kích được đưa ra. Ông Kuleba cho biết nhóm của ông đã tìm thấy hơn 100 khẩu đội tên lửa Patriot có sẵn, bao gồm cả những tổ hợp từ các nước láng giềng. Trong giai đoạn đầu, ông tập trung vào việc vận động để có được 7 hệ thống càng sớm càng tốt. Ngoài ra, ông Kuleba cho rằng Kiev đã tìm thấy bốn quốc gia ở châu Âu và châu Á có Patriot. Đồng thời, ông tiếp tục đề nghị Mỹ viện trợ thêm các hệ thống Patriot trong bối cảnh bất đồng nội bộ ở Washington đang khiến gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ bị đình trệ. Ông cho biết Ukraine thậm chí đã tính tới phương án sẽ mượn tạm các tổ hợp Patriot về sử dụng và Kiev hứa sẽ trả lại ngay khi các nước đòi lại. Vào tháng 4 năm ngoái, Ukraine đã nhận được hai hệ thống Patriot đầu tiên từ Mỹ và Đức. Vào tháng 10, Đức cam kết cung cấp một hệ thống Patriot khác để hỗ trợ Ukraine đối phó sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga trong những tháng mùa đông. Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn từ 70 tới 160 km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Patriot có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Radar của Patriot là một trong những bộ phận quan trọng nhất vì có thể phát hiện và theo dõi hơn 100 mục tiêu và có tầm hoạt động hơn 100 km. Hồi tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng nếu Ukraine đã có thể có được 10 hệ thống Patriot cho các trung tâm công nghiệp quan trọng hôm nay hoặc trong những tháng tới, nếu chúng tôi có thể triển khai các hệ thống này gần tiền tuyến hơn, thì họ, tức là lực lượng Nga, sẽ không tiếp cận được chúng tôi. Họ sẽ rút lui, chúng ta sẽ xuyên thủng hàng phòng ngự của họ và bắt đầu tiến lên. 10 hệ thống Patriot sẽ thay đổi hoàn toàn tình hình. Không quân Ukraine đã phát cảnh báo phòng không khẩn cấp trên cả nước, kèm thông báo cho biết sáng sớm nay theo giờ địa phương, trong cuộc tấn công lớn của Nga vào Ukraine, có 4 tiêm kích MiG-31K xuất kích từ sân bay Savasleka ở vùng Nizhny Novgorod và 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cất cánh từ sân bay Olenia. Ban đầu, không quân Ukraine thông báo 3 chiếc MiG-31K cất cánh. Tuy nhiên, vào lúc 5 giờ 56 phút, thông tin cập nhật của họ đã xác nhận lại và làm rõ rằng 4 chiếc MiG-31K đang bay. Trước đó, không quân Ukraine thông báo khoảng 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS được ghi nhận cất cánh từ sân bay Olenia ở vùng Mosman của Nga, di chuyển về hướng các tuyến phóng. Thời gian gần đúng để chúng đến tuyến phóng là 3 giờ 40 phút. Lúc 3 giờ 49 phút, không quân Ukraine thông báo máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cơ động trong khu vực các tuyến phóng và phát cảnh báo. Đối phương có thể phóng tên lửa hành trình. Nếu các vụ phóng là thật, thời gian ước tính tên lửa đi vào không phận Ukraine là từ 4 giờ 15 phút đến 4 giờ 30 phút. Đừng bỏ qua tín hiệu cảnh báo không kích. Lúc 4 giờ 02, không quân Ukraine cập nhật, theo dữ liệu mới, có khoảng 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đang bay trên không. Tiếp đó, từ 4 giờ 57 phút tới 5 giờ 28 phút, dồn dập có các cảnh báo không kích. Ở nấp, Kharkov là tên lửa hướng về phía bạn. Tên lửa đang đến từ vùng Chernigov, hướng về phía tây nam. Tên lửa từ chernihiv đang hướng tới Kiev. Tên lửa từ vùng Sumy, hướng về phía tây. Các tên lửa ở phía bắc khu vực Kiev đã chuyển hướng về phía tây nam. Tên lửa từ vùng Sumy, hướng tới vùng Poltava. Tên lửa xuyên qua quận Korotensky của vùng zhytomyr hướng về phía tây nam. Trong khoảng thời gian từ 5 giờ 31 phút đến 5 giờ 52 phút là hàng loạt cảnh báo tên lửa ở Chernigov, Zhytomyr, Rivni, Vinnytsia, Khmelnytsky, Bodyspin, biên giới vùng Vinnytsia và Khmelnytsky, Volyn, Lvov, Ivano-Frankivsk, Luz. Lúc 5 giờ 57 phút, Ukraine phát cảnh báo trên cả nước khi ghi nhận tên lửa siêu vượt âm của Nga xuất hiện. Thông báo viết, tên lửa đạn đạo KH-47M2 Kinzan giao găm hướng về phía Rivni sau đó là những thông báo cập nhật, Do gam tái xuất hiện, một quả hướng tới Kiev, kiên hướng về phía Tây, tên lửa đạn đạo KH-47M2 bay về hướng Lvov, tên lửa hướng tới Stream. Lúc 6 giờ 06 phút, không quân Ukraine cảnh báo, Nga tiếp tục phóng kiên Song song với tên lửa, Nga còn sử dụng UAV trong đòn tập kích này. Vào lúc bình minh, cơ quan quản lý quân sự khu vực Kiev OVA thông báo lực lượng phòng không đang hoạt động trong khu vực. OVA thông báo chuyển động của UAV đối phương đã được ghi nhận, lực lượng phòng không đang làm việc trong khu vực. OVA kêu gọi cư dân trong khu vực không cản trở công việc của quân phòng thủ, đồng thời yêu cầu cư dân ở trong nơi trú ẩn cho đến khi kết thúc của không kích. Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan trên mạng xã hội X cho biết nước này đã điều động máy bay xuất kích để sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra trong cuộc tấn công ồ ạt của Nga vào Ukraine. Thông báo có đoạn, xin lưu ý rằng máy bay của Ba Lan và đồng minh hoạt động trong không phận, điều này có thể liên quan đến mức độ tiếng ồn gia tăng, đặc biệt là ở khu vực phía đông nam của đất nước. Quân đội Ba Lan lưu ý rằng có hoạt động mạnh mẽ của không quân tầm xa của Liên bang Nga liên quan đến các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Ukraine. Lực lượng vũ trang Ba Lan cũng cho biết thêm rằng họ đã tăng cường mọi thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan và đang theo dõi tình hình. Thông tin về thiệt hại hoặc hậu quả nếu có đang tiếp tục được cập nhật. Kênh Military Samarit đưa tin các binh sĩ Ukraine ở phía đông Chasopya đã rơi vào vòng vây của lực lượng Nga. Mọi con đường đều bị pháo binh và hệ thống giải mìn từ xa tấn công dữ dội. Kênh Tiba xác nhận, tại khu vực Bang Mớt, lực lượng Moscow đang phát triển nhanh về phía Chasopya, tiến hành tấn công liên tục bằng hỏa lực vào các mục tiêu trong thành phố và khu vực xung quanh để chuẩn bị tấn công, Chuyên gia quốc phòng Evgeny Lysitsyn cho biết, ở vùng ngoại ô phía đông Chasovya đang diễn ra giao tranh ác liệt và xa hơn về phía nam là Subki, Golubovskyye-2. Nga tăng cường hoạt động ném bom và tung UAV Lancet săn lùng các mục tiêu ở sâu trong hậu phương của Ukraine. Kênh MD cho biết, lực lượng Nga sẽ gặp khó khăn do đường tới Chasovya có địa hình rất phức tạp và bị cản trở bởi nhiều cứ điểm phòng thủ. Trên bản đồ, có thể thấy rõ tuyến phòng ngự chính trải dài dọc theo kênh Sivani Donetsk, trong khi có ít thành trí hơn gần khu vực lân cận kênh đầu, nơi lực lượng dù Nga đang dần tiến vào thành phố. Điều này gián tiếp gợi ý rằng lực lượng Kiev ít nhất một phần đã học được bài học từ trận Bắc Mớt và ngay lập tức phân bổ các vùng kiểm soát để nếu cần thiết cho phép rút lui về phía vị trí đã chuẩn bị trước với tổn thất tối tiểu. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong một số trường hợp, việc phá hủy các vị trí của Ukraine diễn ra nhanh hơn nhiều so với ở Bắc Mớt. Một khu vực phòng thủ quan trọng khác của Ukraine là lối vào phía nam tới Chasovya qua Krasnoye trên quốc lộ N32. Ở phần này, một hệ thống phòng thủ đáng gờm đã được chuẩn bị. Một số cứ điểm hiện không có người ở, nhưng chúng có vị trí chiến lược xung quanh các khu vực rừng và độ cao quan trọng. Tuy nhiên, khả năng cao là những cứ điểm này có thể không hữu ích trong việc giúp Ukraine bảo vệ thành phố. Hầu hết các mục tiêu đều bị san phẳng bởi chiến thuật tiền bom hậu pháo, tức là sau khi máy bay ném bom, hỏa lực pháo binh Nga tiếp tục đánh bồi, đánh nhồi. Chỉ khi mục tiêu đã bị làm mềm, lính dù và các đơn vị xung kích khác mới bắt đầu tiếp cận tấn công những khu vực đó. Theo chuyên gia Evgeny Lysitsyn, Nga đang tấn công vào làng Novo Kalinovo ở Tây Abdipka nhằm đảm bảo an ninh cho sườn phía Bắc và chuẩn bị tiến xa hơn về phía Tây. Trận chiến giành Pervomyskoe kết thúc thành công và các hoạt động tấn công bắt đầu ở Novomy nơi lực lượng Moscow tiến thêm 200 mét về hướng Tây. Ngoài ra, họ đang đạt được tiến bộ trong việc hướng tới các khu định cư là Netanlovo, Yasunobrodovka và Umanskoye. Kênh Sudi đưa tin, tại Tây Abdebka, Nga đã có những bước tiến mới ở phía nam sông Duna và phía đông nam Umaske để áp sát vùng ngoại ô của khu định cư này. Kênh Military Samari cho biết, lực lượng vũ trang Nga đang tiến về phía Ocheretin, cố gắng phát triển đầu cầu theo hướng bắc Abdebka. Kênh Didovka đưa tin, tại tây nam Abdebka, Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Pervomaiskoye và tiếp tục mở rộng thêm về phía tây. Hiện giờ, lực lượng Moscow phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn, đó là đánh chiếm làng Netanlov. Tình hình có thể phức tạp do khu vực phía bắc được bao phủ bởi đầm lầy và kênh rạch, còn từ phía nam dọc theo đường cao tốc M30 có các đồn điền rừng rậm, nhờ đó lực lượng Kiev có thể ngăn chặn các đơn vị Nga tấn công phần phía đông làng. Tuy nhiên, Nga vẫn có thể giải quyết nhiệm vụ bằng cách tập trung hỏa lực pháo binh và bom chùm, yểm trợ trong mũi xung kích, tấn công, dọc theo đường cao tốc, cũng như khu vực giữa Pevomaisky và Netailovo. Kênh d cho biết, sau nhiều ngày tương đối yên tĩnh, tại khu vực Vremyevsky ở mặt trận Zaporizhia, Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công cục bộ với các nhóm xung kích vừa sông Mokdienyali và chiếm giữ vành đai rừng phía nam Udozani. Mặc dù đã sử dụng đến bom diệt đàm, nhưng lực lượng Kiev vẫn không thể ổn định tình hình ở Krasnohodivka khi mà các mũi xung kích của đối phương đang đột phá vào khu vực trung tâm thành phố. Trong ngày, quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào một số địa điểm ở các khu vực tiền tuyến và hậu phương trong lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Trong số này, trạm biến áp Nikolaev 330 ở vùng Nikolaev và cây cầu ở Aleksandrovka ở vùng Odessa đã bị trúng đạn, một đầu máy trên cầu bị phá hủy. Ở Donetsk, quân đội Nga đang đảm bảo một vị trí ở ngoại ô phía đông Krasnohodivka, nơi họ chiếm được sau một cuộc tấn công thành công được hỗ trợ bởi xe bọc thép vài ngày trước. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 10 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, trên mặt trận đã ghi nhận 47 cuộc đụng độ, đối phương phóng 6 tên lửa, thực hiện 65 cuộc không kích và 61 cuộc tấn công bằng pháo phản lực Báo cáo có đoạn trong ngày máy bay Ukraine tấn công một khu vực tập trung nhân lực vũ khí trang bị, một hệ thống tên lửa phòng không, một hệ thống pháo binh và một trạm tác chiến điện tử của Nga. Các đơn vị tên lửa đánh trúng 8 khu vực tập trung quân và một hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Bộ tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovka, Marinka, Odekop, Zaporizhia. Theo hướng Kyivs, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công. Còn ở Kherson, họ không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tảng ngạn sông Dnipro. ở Dobrin đưa tin, trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại trụ sở Liên minh ở Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg một lần nữa kêu gọi các đồng minh của Ukraine tăng tốc cung cấp hỗ trợ quân sự, đặc biệt là phòng không và đạn dược, những thứ mà Ukraine cần ngay lập tức. Ông Stoltenberg lưu ý rằng tình hình trên chiến trường ở Ukraine rất phức tạp và sự chậm trễ trong hỗ trợ quân sự, đặc biệt là việc cung cấp phòng không và đạn dược sẽ cho phép tên lửa của Nga bắn trúng nhiều mục tiêu hơn và áp sát tiền tuyến. Ông nhấn mạnh Ukraine đơn giản là không thể chờ đợi, họ cần phòng không, đạn dược và sự giúp đỡ ngay lập tức. Tổng thư ký nhắc lại rằng Liên minh đang nỗ lực cung cấp hỗ trợ đáng tin cậy và có thể dự đoán được cho Kiev hiện tại và lâu dài để Ukraine ít phụ thuộc hơn vào các khoản đóng góp tự nguyện và nhiều hơn vào các cam kết của NATO. Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post, Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba cho biết Ukraine hy vọng sẽ nhanh chóng được cung cấp thêm 7 khẩu đội phòng không Patriot và đang xem xét phương án mượn chúng từ các nước. Ông Kuleba giải thích sự thay đổi trong cách tiếp cận của Ukraine về vấn đề nhận tên lửa phòng không từ các đối tác phương Tây bằng cách nói rằng ngoại giao mềm mỏng và im lặng đã không hiệu quả. Ông bày tỏ hy vọng rằng phong cách ngoại giao cứng rắn mới của ông sẽ giúp đạt được bước đột phá. Bộ trưởng giải thích, đúng tôi có thể bị ghét và có thể hủy hoại các mối quan hệ. Một phần khác trong tôi nói rằng ngoại giao là mối quan hệ riêng tư, nhưng sau đó tôi bảo phần đó im lặng và phần muốn nói trong tôi lại bắt đầu lên tiếng. Chúng tôi đã thử mọi cách và có vẻ như không có gì là hiệu quả cả. Ông cũng giải thích rằng sự thay đổi chiến thuật được thúc đẩy bởi cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kiev hồi cuối tháng 3 khi người ta nghe thấy âm thanh của vụ nổ chưa đầy một phút sau khi có tín hiệu cảnh báo không kích. Bộ trưởng Ngoại giao cho biết nhóm của ông đã phát hiện hơn 100 tổ hợp Patriot bất động, kể cả ở nước láng giềng. Ông đang tập trung vào việc nhận được 7 tổ hợp như vậy càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, theo ông Kuleba, Kiev đã phát hiện 4 quốc gia ở châu Âu và châu Á sử dụng tên lửa Patriot có thể truyền giao ngay cho Ukraine. Đồng thời ông tiếp tục đề nghị Mỹ cung cấp loại tên lửa này khi gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ đang bị chặn tại quốc hội được thông qua. Bộ trưởng ngoại giao cho biết, ông thậm chí còn đề nghị các nước cung cấp cho Ukraine tên lửa Patriot để sử dụng tạm thời, hứa sẽ trả lại chúng ngay khi được yêu cầu. Ông chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Washington Post, tôi cảm thấy như đang đập đầu vào tường, dù là nhà ngoại giao, nghĩa là tôi phải đập từng viên gạch trên bức tường ra. Nhưng vì ngoại giao kiểu đó không có tác dụng nên tôi cảm thấy muốn đập bức tường, tôi chỉ không hiểu tại sao điều đó lại không xảy ra. Tăng cường phòng không Ukraine là một trong những chủ đề chính trong cuộc trò chuyện với các đối tác của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng NATO tại Brussels vào tuần trước. Như Tổng thư ký NATO đã tuyên bố, một số đồng minh NATO đã hứa sẽ tìm kiếm các hệ thống phòng không chủ Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tổ chức cuộc họp vào ngày 10 tháng 4 về chương trình tên lửa của Ukraine ông nói đã có một cuộc họp về chương trình tên lửa của chúng tôi tổng tư lệnh bộ trưởng bộ quốc phòng bộ công nghiệp chiến lược người đứng đầu các doanh nghiệp liên quan sản xuất hàng loạt mẫu tên lửa mới thông tin chi tiết không được công khai nhưng ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi đã đạt được những kết quả cần thiết ở Dopinprap đã đưa tin, trong chuyến thăm Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Laurynas Kasiunas đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Dostoyevsky Umedov về các vấn đề cung cấp viện trợ quân sự và kế hoạch ký kết thỏa thuận an ninh Ukraine Lithuania. Trong cuộc gặp, hai bộ trưởng là Kassiunas và Umedov đã thảo luận về tình trạng thiếu đạn dược ở Ukraine cũng như sự cần thiết phải thúc đẩy ngành công nghiệp quân sự và tham gia các sáng kiến đa phương để sản xuất, mua và tăng cường sản xuất vũ khí đạn dược. Các nhà lãnh đạo quốc phòng cũng thảo luận về những nỗ lực của Lithuania trong việc sản xuất UAV và khả năng chống UAV cũng như việc Lithuania tham gia liên minh phát triển máy bay không người lái do nước này và Vương quốc Anh dẫn đầu. Các chủ đề thảo luận khác bao gồm việc đào tạo quân nhân Ukraine và phục hồi các thương binh, đặc biệt trong bối cảnh Lithuania quyết định hỗ trợ thành lập ba trung tâm phục hồi chức năng ở Lvov, Dnipro và Zhytomyr. Ông Laurinas Kasiunas được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới của Lithuania vào ngày 25 tháng 3, sau chuyến thăm đầu tiên tới Kiev trên cương vị mới và cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, ông tuyên bố sẽ có nhiều hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine.